Hello mọi người. Khi mà Rư quay cái video này thì ngoài trời mưa tầm tã, cho nên là Rư không biết là lên trên video thì nó có quá ồn hay không. Đây là cái áo bánh bèo mà Rư đã mua trên website của Stylenanda. Cái tay nó vậy nè. Rất là bánh bèo luôn. Rất là hợp với lại cái bộ son của lần này. Hôm trước rất là nhiều bạn comment bảo là cái bộ son vali á, thì cái vậy nè, nó không phải là khoai tây lóc xoáy mà nó là chả cá. Nói chung là Rư đọc và Rư thấy rất là mắc cỡ, tại vì hình như mình không có khả năng phân biệt đồ ăn. Mọi người nhìn nè, cái bao bì của cái bộ son này rất là xinh. Nói chung là rất là xinh luôn. Còn mấy em son thì Rư phải nâng nó như nâng trứng vậy đó. Nó rất là dễ bị rớt ra luôn á, siêu nhỏ. Khi mới mua về thì bên trong này mọi người mở ra thì cây son nó sẽ nằm đây, nó nằm cứng nhắc ở trong đây, phải kiểu gỡ hết sức mạnh bạo thì nó mới ra. Zoom gần cho mọi người xem. Có thể nói đây là cái màu và cái chất đẹp nhất của cái bộ sưu tập này. Rồi, nhìn chung là cái bộ sưu tập lần này nó có những màu khá đẹp và có những màu rất là tệ. Cho nên là nếu như mọi người muốn biết là cái màu nào đẹp chẳng hạn thì mọi người đừng quên xem tới hết video luôn nha. Đừng quên cho video này một like bởi vì tóc của Rư ngày hôm nay. Hello mọi người, cái video của ngày hôm nay Rư sẽ review cho các bạn về cái bộ son mới ra của BCE. Và cái bộ son này được design rất là xinh. Và cái bộ này tung ra có tổng cộng là tới 25 món, bao gồm 12 thỏi son, rồi má hồng, rồi phấn mắt, rồi cushion vân vân. Nhưng mà Rư chỉ mua 6 thỏi để review thôi. Rồi ngay bây giờ tụi mình sẽ cùng bắt đầu. Cái cảm nhận đầu tiên của Rư khi mà cầm những cái bộ son này lên trên tay là Rư thấy BCE rất là sáng tạo. Tại vì nhìn bên ngoài thì những cái hộp này nó giống như là những cái cuốn sách về tiểu thuyết tình yêu kiểu vậy. Và khi mà mở ra bên trong thì có một em son rất là xinh ở đây. Và cái tông màu thì BCE sử dụng là cái tông màu pastel á, cho nên cảm giác nhìn rất là mướt con mắt. Rư chỉ thắc mắc một điều là không phải là 14 tháng 2 nhưng mà tại sao BCE lại tung ra một cái bộ sưu tập love giống như vậy. Trong cái bộ sưu tập love này thì BCE tung ra tổng cộng là 12 màu son. Có 6 màu thuộc dòng glossy và có 6 màu thuộc dòng velvet. Và bởi vì Rư không có thích son bóng cho nên là Rư đã mua 6 màu của dòng velvet không thôi. À quên, nói về giá thì các em này đang được bán trên website của BCE với giá là 20.000 won, tức là tầm 400.000 tiền Việt nếu như mà các bạn mua trực tiếp tại Hàn Quốc. Không biết nữa, Rư có cảm giác cái giá này nó hơi cao. Nhưng mà biết đâu được, biết đâu chất son sẽ đẹp đúng không? Màu đầu tiên là một em tông cam nude. Rư không biết em này là cam nude hay cam đất nữa. Em này nó kiểu không đậm mà cũng không nhạt á. BCE đặt tên cho em là Sugar Cane. Mặc dù Rư chưa bao giờ thấy cây mía màu cam, nhưng mà màu son này là một cái kiểu son mà Rư rất là ưa thích. Cho nên là đầu video cũng như là cuối video Rư cũng có đánh lại màu này. Chất son lên trên môi Rư thì nếu để ý các bạn sẽ thấy là nó hơi bột một chút và nó bóng hơn so với khi Rư swatch lên trên tay. Mặc dù là không thích chất son nhưng mà phải công nhận là cái màu này rất là đẹp mọi người ơi. Rất là đẹp và Rư rất là thích cái màu này luôn. Son số 2 là một màu hồng baby laugh. Mặc dù là khi swatch em này thì Rư không có thấy gì là đáng cười hết, thay vào đó là Rư sẽ méo nhiều hơn bởi vì em này không hề pigmented lên trên môi của Rư. Và tiếp theo nữa là em này rất là bột. So với em đầu tiên Rư chê bột đúng không, thì em này lại còn bột hơn nữa. Và em này là một cái tông hết sức là bánh bèo luôn. Màu son số 3 là một màu cam chóe. Em này BCE đặt tên là Youth. Rư nghĩ em này sẽ hợp với cái tên là Summer hơn. Tại vì kiểu nhìn màu son này là biết ngay mùa hè, cảm giác nắng đang ở xung quanh và theo kiểu là mọi người sẵn sàng để đi chơi biển á. Nãy giờ thì Rư thấy cái chất son số 1 với lại cái chất son này thì nó đỡ bột hơn. Và màu son số 4 là một em đỏ cam, Girls. Khi mà swatch em này thì Rư lại nhớ tới Red Recipe màu 211 hay 212 gì đó Rư quên rồi. Nhưng mà cảm giác rất là giống. Nếu như nói về chất son thì Rư thấy Red Recipe chất đẹp hơn là cái em son này. Nhưng mà để gọi là màu thì em này cam nhiều, cho nên là Rư lại thích cái màu này hơn là cái màu của Red Recipe.
Và với những bạn mà không có thích môi quá bóng thì khi bạn đánh cái chất son velvet giống như vậy á, bạn nhậm á, thì nó sẽ ít độ bóng hơn. Tất nhiên là cái độ đều màu thì nó sẽ không bằng. Màu son thứ năm mà Rich Watch cho mọi người là một em màu đỏ pha ánh tím và pha một xíu ánh hồng, Fetching. Em này thì đến khi xem lại video, Rương mới tự hỏi là tại sao mình không đánh lồng môi. Tại vì em này khi bạn đánh lồng môi nhẹ nhàng thì em nó chất sẽ lì hơn nè. Và cái màu thì nó hơi hồng hồng. Nhưng mà khi bạn đánh full môi thì chất lại bóng hơn. Và cái màu lên trên môi của bạn thì nó pha tím với đỏ nhiều hơn. Em này là một cái kiểu hết sức nữ tính và quyến rũ. Màu son cuối cùng, Tailored, là một em màu đỏ đất. Nhưng mà không biết vì sao khi mà nghe cái tên này thì Rương lại nhớ ngay tới cô nàng Taylor Swift. Không biết mọi người thì sao, mà cũng trùng hợp một cái là Taylor Swift lại rất là hay đánh son đỏ nữa. Mặc dù là một tông bóng nè, mặc dù là tông đỏ nè, bóng cộng đỏ là Rương không thích đúng không, nhưng mà cái màu này lên trên môi thì mình lại thấy một cái kiểu gì đó rất là quyền lực. Rương cũng không biết mọi người có cảm nhận giống vậy hay không. Vậy thì đây sẽ là một chút review của Rư về cái bộ son mới ra này của 3CE. Vậy thì khi mà xem các em này trên ảnh thì Rư mới nói là mấy cái em này quá nhỏ và giá lại khá cao. Nhưng mà đến bây giờ khi mà Rư cầm mấy em này lên trên tay, Rư đang cầm một em trên tay và Rư vặn hết lên cho mọi người xem nha. Cỡ này đúng không? Thì Rư đối chiếu lại với lại một thỏi son đen cỡ này, thì tức là về cái lượng son bên trong là nó không hề bị ít hơn. Chẳng qua là do người ta design nó kiểu nhỏ nhỏ xinh xinh đó, cho nên mình tưởng nó là son mini. Khi mà Rư thấy trên Instagram của 3CE có đăng về cái bộ này thì Rư đã kiểu rất là ngưỡng mộ, bởi vì cái sự design của các em này quá là xuất sắc. Trưa nay khi mà Rư mở ra Rư cầm cái này á, trời, Rư sướng kinh khủng, cảm giác nó rất là hiểu về tâm lý của các bạn nữ luôn á. Và khi mở ra bên trong này thì là một thỏi son kiểu vậy, nói chung là rất là lãng mạn. Và đến khi mà Rư cầm các em này lên trên tay thì Rư có một cảm xúc giống như là kiểu bị lạc trôi đi đâu mất á, bởi vì các em này nó là vỏ nhựa. Đây, nó là vỏ nhựa cho nên là Rư có cảm giác là nó hơi bị rẻ tiền một xíu so với những cái dòng son khác của 3CE đã từng sản xuất. Vậy thì Rư sẽ nói về ưu điểm nha. Ưu điểm là những 6 cái tông màu lần này rất là đẹp. Cảm giác giống như là mỗi một tông nó đều sắc ra miếng luôn á. Tông nào ra tông nấy, nếu như mà hồng thì hồng baby, nếu như mà cam thì cam đất, kiểu vậy, nói chung là rất là thời thượng. Ưu điểm tiếp theo là cái design của các em này rất là xinh. Tóm lại là bạn sẽ thực kiểu là tan chảy nếu như mà vô tình bước vào showroom mà thấy người ta trưng bày mấy cái em này á. Đặc điểm tiếp theo là những em này rất là nhẹ môi. Nãy giờ ngoài trời thì mưa và Rư thì phải quay video trong này. Mà mọi người biết quay video swatch son thì nó rất là lâu, cho nên Rư đã ăn uống lát nhát nãy giờ. Và cái môi của mình theo kiểu là nó vẫn rất là dễ chịu. Nói chung là cái chất son rất là nhẹ môi, cảm giác như bạn đánh son cũng như là hổng đánh rất là thoải mái. Và hồi nãy khi mà Rư uống nước thì Rư cũng có thử thoa chồng lên một lớp thứ hai, thì cái lớp thứ hai nó bắt vào cái lớp thứ nhất rất là tốt, chứ không phải kiểu là nó bị tách lớp ra. Rồi, vậy thì bây giờ Rư sẽ nói về khuyết điểm nha. Và Rư xin phép được nói về khuyết điểm hơi nhiều, tại vì cái bộ son này nó làm cho Rư hơi bị thất vọng nhiều. Khuyết điểm đầu tiên là mắc 20.000 won, 400.000 tiền Việt. Nói chung là mắc. Khuyết điểm số 2 là những em này là vỏ nhựa và nó rất là nhẹ. Ví dụ nha, nãy giờ khi mà Rư để cây son vậy nè, thì cái phần này nó còn nặng hơn cái phần dưới nữa, cho nên chỉ cần mà gió thổi hay như thế nào, ví dụ là cái con bư nó đi ngang, nó hất cái đuôi một cái thôi là thỏi son đã rớt chỏng gọng xuống dưới sàn rồi. Cho nên là nếu như mà sử dụng mấy em này, mọi người phải hết sức là để ý, bởi vì cái nguy cơ bị rớt rất là cao. Mà rớt trong lúc mà đang như này thì chắc chắn là gãy. Khuyết điểm số 3 là những cái chất son của cái dòng này hoàn toàn không đẹp. Nói chung là Rư kỳ vọng bao nhiêu thì Rư đã thất vọng bấy nhiêu. Những em này nó hoàn toàn không hề đẹp một chút nào hết. Khi mà Rư swatch ra tay, khi mà Rư swatch lên môi thì các em này nó đều rất là bột, cảm giác rất là khó chịu. Vậy thì trả lời cho câu hỏi là với 400.000 thì có nên mua hay không, mua cái son này, thì Rư thành thật khuyên mọi người là đừng mua. Những cây son bình thường của 3CE được bán với giá tầm 17.900 won, tức là khoảng 350.000 tiền Việt á. Nhưng mà với những cái cây như này mà lại bán tới 20.000 won, tức là 400.000, thì Rư vẫn có cảm giác là nó rất là mắc và nó rất là vô lý á.
Vậy thì để gọi là cái màu son Ru thích nhất, chắc là mọi người đã biết đúng không? Là cái màu Ru đang đánh trên môi và cũng là cái màu đầu tiên mà Ru swatch cho mọi người xem. Và nếu như chọn thêm một màu nữa để thích thì Ru nghĩ là cái màu cam cam ở đây. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã theo dõi cái video ngày hôm nay của Ru. Và nếu như mà mọi người muốn Ru làm thêm hay là swatch thêm son gì hay là làm thêm chủ đề gì thì đừng quên để lại comment bên dưới cho Ru đọc với nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.